Cuối giờ chiều qua ngày 3 tháng 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở, ngành, quận, huyện để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Theo báo cáo tại cuộc họp, chuỗi lây nhiễm liên quan đến cảng cá Thọ Quang vẫn tiếp tục ghi nhận hàng loạt ca mắc COVID-19 mới, với 77 ca được ghi nhận trong hôm qua ngày 3 tháng 8, nâng số người mắc liên quan đến cảng cá lên 391 trường hợp. Đây vẫn đang là chuỗi lây nhiễm có nguy cơ rất cao trên toàn thành phố. Cho đến nay, các địa phương cũng đã thu hồi và xử phạt hàng trăm trường hợp dùng giấy đi đường không hợp lệ, với ít nhất 200 trường hợp ở mỗi quận huyện. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các sở ngành quận huyện tập trung cao nhất để kiểm soát việc giãn cách trong thời điểm này, nhất là phải kiểm soát chặt người dân ngay từ trong các khu dân cư. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Tôi đề nghị là ở các cái địa phương, từng địa phương một, từng khu dân cư một là công chí phải siết chặt để đảm bảo bây giờ chúng ta quyết tâm để làm các biện pháp mạnh để thực hiện cái việc giãn cách xã hội thì chúng ta phải quyết tâm làm để ngăn chặn cái sự lây lan. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu các ngành đơn vị liên quan phải có phương án kế hoạch phù hợp để bảo đảm hỗ trợ cung ứng nhu yếu phẩm cho các địa phương đang thực hiện cách ly y tế trên địa bàn quận Sơn Trà. Tôi lưu ý là ngành công thương phải chủ động các cái phương án để hỗ trợ về lương thực thực phẩm cho 5 cái phường trên địa bàn của quận Sơn Trà, bởi vì công chí biết rồi, đã là vùng cách ly y tế thì chúng ta phải có trách nhiệm cung ứng toàn bộ các cái nhu yếu phẩm cho người dân ở đây. Và công chí hình dung cái việc cung ứng cho 5 phường không hề đơn giản một chút nào cả. Nên là tôi đề nghị là không chờ cho quận có cái đề nghị mà ngành công thương phải chủ động phối hợp với quận Sơn Trà để có chuẩn bị các cái phương án phục vụ cho cái việc này. Đối với các doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các sở ngành theo từng lĩnh vực lập danh sách cụ thể và phê duyệt với những đơn vị có hoạt động sản xuất thiết yếu, kiên quyết không cho phép hoạt động với những trường hợp còn lại. Đồng thời, đề nghị các địa phương có phân cấp thẩm quyền hợp lý trong việc cấp giấy đi đường cho người dân, điều động và bổ sung thêm các lực lượng để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử phạt các trường hợp vi phạm, liên tục tuyên truyền các chủ trương để người dân nghiêm túc chấp hành. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các quận huyện chủ động hơn nữa trong triển khai các giải pháp truy vết, khoanh vùng và dập dịch, khẳng định thành phố sẽ hỗ trợ tối đa cho quận Sơn Trà. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý: Riêng quận Sơn Trà này đề nghị công chí là quán triệt trong tổ dân phố, quản lý chặt từ tổ dân phố. Ở đây hiện nay tình trạng người dân Sơn Trà là còn đi lại trong các tổ, có thậm chí là cũng có đi quay lại nhà và tập hợp ăn uống vui chơi cũng rất là nhiều. Chính người Sơn Trà trong khu đó là phản ánh ra. Cho nên đề nghị là với cái lực lượng mà cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở thành phố mà cách ly tại đây thì được huy động rồi, thì chúng ta tăng cường đi kiểm tra nhắc nhở bà con có cách ly này. Về việc cấp giấy đi đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh thống nhất 3 đơn vị chủ trì, đó là các cơ quan nhà nước, các khu công nghiệp và các xã phường, đồng thời phải có phương án cấp giấy với số lượng phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương quan tâm hơn đến kiểm soát dịch trong các khu cách ly, tránh việc lây nhiễm chéo trong khu vực này, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tuyên truyền phòng chống COVID-19, xử lý mạnh với những trường hợp vi phạm, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống người dân.